có 9 viên gạch mà bề ngoài giống hệt nhau, nhưng trong đó thì có một viên gạch nhẹ hơn một chút so với 8 viên còn lại. Bạn hãy dùng một cái cân thăng bằng để thực hiện 2 lần cân và tìm ra viên gạch nhẹ hơn. Hãy comment cách giải của bạn ở phía dưới. Đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.